Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Formosa TV, hôm nay là ngày 29 tháng 4 năm 2018. Trong suốt mấy ngày qua, sau khi có xuất hiện một poster mang hình ca sĩ Trung Tử Lưu quảng cáo cho một chương trình ca nhạc ngày 30 tháng 4 ở câu lạc bộ Lan Rừng ở Vũng Tàu, thì rất nhiều người quan tâm, đặc biệt những người ở hải ngoại quan tâm, thậm chí là phản đối. Sau đó ca sĩ Trung Tử Lưu viết status ở trên trang Facebook của anh nói tới điều này. Ngày hôm nay chúng tôi tiếp chuyện với Trung Tử Lưu. Anh vừa mới về lại Hoa Kỳ từ Việt Nam vào ngày tối hôm qua. Ngày hôm nay anh tiếp chuyện với chúng ta. Xin chào Trung Tử Lưu. Xin chào anh Lân và xin chào tất cả các khán thính giả của Bosa TV. Cũng cảm ơn anh Lân đã cho một cái cơ hội để chúng tôi có thể lên, Lưu có thể lên để cùng anh Lân giải bày một ít tâm sự. Dạ, dạ. Vừa mới về từ ngày hôm qua chắc là chưa có lấy lại giờ giấc mà đã chịu khó tới đây, rất cảm ơn anh. Đi ngay vào câu chuyện, một cái poster có lẽ đối với Việt Nam, ở Việt Nam thì một cái poster chương trình ca nhạc ngày 30 tháng 4 thì xuất hiện cái poster như vậy thì cũng bình thường, nhưng anh dù muốn dù không, mọi người vẫn nghĩ về anh như là một ca sĩ hải ngoại trên một cái poster mà đằng sau đó có cờ đỏ sao vàng vân vân, nhiều người cũng hơi sót, do vậy mới có sự phản đối. Anh có gì để có thể nói? Thực sự thì nếu mà nói thứ nhất về mình nói về cái chương trình bình thường đi, hay là Trung Tử Lưu hay về hát đó, thưa tất cả các khán thính giả, thì Trung Tử Lưu thường thường về hát là bạn thấy là bây giờ hai bên nó mở cửa, ca sĩ Việt Nam qua đây rất là đông, và cái cơ hội cho ca sĩ Việt Nam bên Hoa Kỳ về hát bên đó cũng có thể là rất là mở rộng. Tuy nhiên nó có cơ hội với người này hay người kia hay không. Và riêng Trung Tử Lưu thì đi về đó thì ngoài những công việc mình thường làm là chính, thì nếu mà Lưu đi hát thì thường thường cái nguồn thu nhập để đi hát á, thú thật với quý vị là Trung Tử Lưu để đi làm từ thiện thôi. Bởi vì từ nhiều năm rồi Trung Tử Lưu đã không có sống bằng nghề ca hát nữa. Và thực sự mình cũng không phải là ca sĩ thị trường bên Mỹ mà cũng phải là ca sĩ thị trường bên Việt Nam. Tuy nhiên cái chương trình mà Trung Tử Lưu đã hát ở Việt Nam nó bình thường đó, là tại sao mình trở lại hát là bởi vì cái khán giả Việt Nam vẫn còn rất là yêu cái dòng nhạc trước 75, hay dòng nhạc vàng mà coi như những nhạc phẩm của những nhạc sĩ nổi tiếng trước 75. Và bây giờ thì khi mà họ cho phép hát lại đó, thì khi mình đứng được sân khấu Việt Nam để mình hát cho đồng bào mình nghe mà nhạc trước 75 và nhạc vàng trước 75 á, thì chúng tôi luôn rất là thấy là thích, và thấy nó cũng thích hợp để mình có thể hát cái dòng nhạc đó mà nó không có thể là không đụng chạm đến ai hết. Và bất cứ diễn chương trình nào thì Trung Tử Lưu cũng chỉ hát dòng nhạc đó mà thôi. Riêng cái tuần lễ mà 30 tháng 4 đó thì Trung Tử Lưu không bao giờ nhận show hết. Bạn cũng biết rồi, mình không cần phải nói nhiều. Thì trong cái thời gian đó đó thì chúng ta không, nếu ca sĩ hải ngoại thì không nên nhận show hát ở trong nước nhiều. Và Trung Tử Lưu cũng vậy. Khi về thì có một loạt show gọi là hợp khúc tình yêu mà Trung Tử Lưu hát chung với Randy Mỹ Huyền nữa đó. Thì trong một cái hợp khúc đó thì một cái trải dài xuyên Việt thì nó có hát ở Cần Thơ ngày 28 tháng 4. Cũng đã lên poster rồi hết rồi, bình thường hết. Nhưng mà chính Trung Tử Lưu cũng bỏ nữa. Cũng bỏ không có hát cái đó. Tuy nhiên các bạn quý vị cũng biết rằng khi mà mình về Việt Nam mà mình hát bây giờ đó, bên đó đó, nó có những cái người gọi là những người quản lý. Mình không có thời gian mình đi mình liên lạc, hay mình không có những cái mối quan hệ để mình liên lạc nhiều với họ. Thì có những người quản lý trẻ họ cũng ở trong cái nghề, không phải là trong cái nghề nhưng mà thường thường họ cũng tiếp xúc. Hồi xưa quản lý cho ca sĩ này, ca sĩ này, ca sĩ nọ. Thì Lưu cũng có một cô quản lý, cô trẻ lắm, chừng 20 mấy 30 tuổi thôi. Và thú thật là nếu mà cô trẻ như vậy thì cô không có biết cái gì về cái dòng lịch sử của Việt Nam mình từ năm 1975 tới giờ là 40 mấy năm, là 43 năm. Thì họ các giới trẻ bên Việt Nam thì đa phần, mình nói là không phải là không có, nhưng mà đa phần là họ không hiểu và không biết gì hết. Trong cái dòng đời mà bây giờ mà mở cửa mà thấy Mỹ vô ào ạt đó, và cái kinh tế của họ là kinh tế tư bản mà nằm trong cái xã hội chủ nghĩa đó, thì họ, giới trẻ ngày nay rất là năng động và họ không hiểu gì về thời cuộc. Thì Trung Tử Lưu về thì Trung Tử Lưu để cái lịch diễn đó, thì để cái lịch trống ngày, cái lỗi của Trung Tử Lưu là để cái lịch trống ngày từ cái tuần 30 tháng 4
nhưng mà mình không có báo cho cô biết là ok đừng có lấy ngày 30 tháng 4 là bởi vì mình thấy cũng chẳng cần phải nói nữa, mình không diễn ngày đó thôi. Nhưng mà cổ lại đi, cổ đi hồi hồi mà cổ mà thấy cái lịch diễn mà từ ngày 21, 14, 7 Tây, 14, 21 gì tháng 4 đó, trong mấy cái ngày trước đó là Trung Tử Lưu đã diễn xuyên Việt đó, thì cổ lại, người ta lại khi mà người ta có ý định mà mời Trung Tử Lưu hát đó, thì cổ lại để vô cái ngày đó. Thì không, Trung Tử Lưu mà thấy khi mà thấy cái poster đó là Lưu đã cự rất là nhiều, rất là giận dữ, bởi vì chính là mình cũng phải giận dữ vì cái hình ảnh mình đưa lên như vậy nó không có hợp, mà nó không có nên. Mình sống ở hải ngoại thì mình cũng phải theo một cái quy tắc hải ngoại, dù là cái luật lệ không có ai cấm ai điều gì hết, thế nhưng mà cái dư luận của cộng đồng hay là tất cả của những người đó, những người mà chú bác bên đây đó, trong đó có gia đình luôn nữa, thì họ sẽ không bao giờ thích và không bao giờ muốn. Mà khi mà thí dụ như anh Lân đặt trường hợp của Trung Tử Lưu mà đã nhận được một cái hình như vậy, hay là biết mình phải diễn trong một ngày như vậy, thì mình có diễn hay không? Không bao giờ diễn hết á. Và Trung Tử Lưu đã thực sự đó là hồi mà khi mà họ báo đó là cô này, cô báo cô nói 30 tháng 4 diễn Vũng Tàu, Trung Tử Lưu nói không, tuần này không diễn Vũng Tàu, gọi lại đi, tháng 6 trở về hay là tháng 7 trở về đó, thì sắp vô trong mùa hè đó đi, đừng có sắp. Thì có một cái sự không hiểu ở đây là cổ theo như cổ nói là cổ có gọi lên trên chỗ mà cái ban mà ban làm việc ở đó, tự vì họ có cái lịch dày đặc của cái đó, là một cái phòng trà nhỏ ở một cái resort lăng rừng và gần sát biển và bãi trước đó. Tức là một cái phòng trà đó chỉ có 100 mấy chục khách thôi, 200 khách thôi. Thì họ có cái lịch diễn, họ mời nhiều ca sĩ của Việt Nam nữa. Thì khi mà cô này, cô nói cô gọi lên, cô báo là Trung Tử Lưu không diễn được, và cô Phương Dung á là không diễn trong cái ngày đó được, thì cô gọi lên misunderstand, tức là không biết là nó thiếu sót như thế nào, mà bên đó đó họ lại không có ghi trong cái sổ, cái người mà nhận phone đó họ đã không ghi lại trong sổ, và để họ đã để cái lịch vô bình thường. Và khi mà Trung Tử Lưu mà khi nhận được cái poster đó rất là giận dữ và gọi họ đó, và bắt họ phải bỏ xuống và họ phải thay đổi liền, và họ xin lỗi, họ thay đổi liền và họ có xin lỗi, lời xin lỗi. Nhưng mà nói về chuyện mà mình bắt họ phải lý do này khác nữa thì mình không có nói được, là bởi vì mình đang ở trên Việt Nam và đang mình sống ở bên Việt Nam, mình đang hát ở bên Việt Nam, mình phải có một theo một cái luật của chính phủ ở Việt Nam đó, cho dù là mình thích hay là không thích. Nên mình cũng tránh không có nói chuyện này ra, không có nói là mình chỉ nói là lý do là ok cái tuần lễ đó tôi không hát được, và để cái hình như vậy thì mình cũng giải thích cho cái người tổ chức thôi. Thì họ xin lỗi liền, họ nói chứ tự vì họ không nhận được cái lời báo là mình đã chuyển qua tháng 6. Mà thực sự là nếu các bạn theo dõi trên Facebook của Trung Tử Lưu thì thấy cái show 28 tháng 4 đã từng quảng cáo rất là nhiều, nhưng mà phải bỏ trước lâu rồi. Nên không có lý gì mà 28 tháng 4, ngay cả những tin nhắn mà Trung Tử Lưu còn giữ ở đây đó, gửi cho những ca sĩ đó, Lưu cũng nói là xin lỗi, cái show 28 tháng 4 chúng ta phải bỏ vì nó hơi, anh nói sát ngày 28 tháng 4, nó gần ngày 30 tháng 4 quá nên không nên diễn. Thì không có cớ gì Trung Tử Lưu không diễn ngày 28 mà lại đi diễn ngày 30 ở một chỗ khác. Nên nó có một cái điểm rất là vô lý, nhưng mà khi mà cái hình ảnh họ đưa ra thì mình có muốn giải thích hay cái gì nó cũng rất là khó. Nên Trung Tử Lưu chỉ nghĩ rằng khi mà Trung Tử Lưu 28 tháng 4 mà về ở Mỹ đàng hoàng và không hát, không tham dự bất cứ một cái chương trình âm nhạc nào tại Việt Nam, thì cái đó là câu trả lời đúng nhất rồi. Nên không cần, Trung Tử Lưu không cần phải nghĩ, không cần phải nói thanh minh thanh mang nga nhiều về cái chuyện này. Như vậy là anh đã có kế hoạch từ ban đầu là không bao giờ diễn trong cái tuần này. Tại vì nói thật là cái tuần 30 tháng 4 đó, Trung Tử Lưu biết có nhiều nghệ sĩ mà đã về Việt Nam sống lâu rồi, họ vẫn diễn bình thường, họ không có quan tâm tới. Vì đó, cái tuần đó là cái tuần mà gọi là đi show mà rất là nhiều người ta cần, nó ngày lễ. Ngày lễ, và nói nào ngay là cái ngày lễ đó thì cái xuống đường mà đi chơi mà ra thành phố Vũng Tàu hay đến Đà Lạt hay tại Sài Gòn đó, thì nó là biển người. Ngày lễ đơn giản đối với người ta là ngày lễ được nghỉ 2-3 ngày, 4 ngày thì họ đi chơi, họ có những kế hoạch vậy thôi. Còn riêng Trung Tử Lưu vẫn không hát là không hát, vẫn tránh cái ngày đó rất là nhiều. Và thật sự thưa quý vị, 28 Tây đã bỏ rồi, người ta đã lên poster tất cả rồi. Và thực sự là người ta cái lễ thì người ta cái nhu cầu của các sân khấu ở các tỉnh cũng mời rất là nhiều, mà Trung Tử Lưu cũng không nhận ở đâu hết. Chứ không phải là sau khi bị phản đối rồi Trung Tử Lưu mới cancel cái không, hủy nếu mà không có thấy cái poster đó đó
thì Chung Tư Lưu cũng sẽ không hát, bởi vì mình đã không hát 28 thì không hát 30. Cái poster đó Chung Tư Lưu có thấy khi mà họ tại vì thường thường ở đây á, thì chắc Chung Tư Lưu cũng biết là khi mà họ làm cái poster họ cũng có share với ca sĩ trước đó để coi như có điều chỉnh hay không. Anh có nhìn thấy trước khi được coi như là đã được phát hành phổ biến hay không? Không. Nếu mà thấy Lưu chỉ được cô quản lý của báo là sẽ cái diễn ngày đó, mà Lưu đã nói là gọi đổi dời cho người ta là tháng 6, tháng 7 chứ không phải là tháng này, không có diễn tuần này. Thì lúc đó mình mới giải thích sơ sơ cho cô biết là ok, cái tuần này tại sao anh để cái lịch trống, là tự vì anh không có muốn hát. Đơn giản là không có muốn hát trong cái tuần lễ này thôi, tránh cái tuần lễ này ra. Thì cổ nói cổ đã gọi đổi rồi, nhưng mà rốt cuộc người ta cũng đưa một cái poster lên một cách, một sự lầm lẫn. Mà cái quan trọng là cái cách design của họ và cái cách để hình của cái lớp design trẻ tụi họ đó, họ đã để một cái hình lễ tưng bừng như vậy rồi, và nó vô tình nó đã làm cho chạm đến đến nó làm tổn thương đến tất cả những người mà nhìn thấy cái poster đó tại hải ngoại. Đúng và rồi, chúng tôi luôn cũng rất là chân thành xin lỗi quý vị vì một cái sự hiểu lầm như vậy. Và chúng tôi luôn cũng qua cái đài của anh Lân thì chúng tôi cũng minh xác rằng chúng tôi luôn sẽ không bao giờ hát trong những ngày mà chúng ta đang có những cái kỷ niệm về những năm tháng trước. Mà nói chung là ngày 30 tháng 4 năm 75 thì người ta nói là có người buồn, có người vui, nhưng mà ở hải ngoại thì chúng ta chắc không hết ai cũng buồn, nên chúng tôi cũng biết và tránh qua một bên. Cái điều đó anh nói cũng có lý, tức là khi mà những người trẻ họ làm cái poster đó thì cái hướng của họ là hướng vào những cái người khán giả của họ ở Việt Nam, mà không hiểu những cái điều tế nhị của người ở hải ngoại. Họ gần như không biết gì hết á. Gần như không biết gì. Nhưng mà đều chính những người quản lý, như cái cô quản lý của Trung Lưu cũng không biết gì hết. Và họ có những cái sơ suất mà khi mình nói thì có một cái điểm là ở làng rừng họ đã không có tiếp nhận được cái ngày đổi của mình. Và họ vẫn được cái lịch đó rất là bình thường của họ, là mỗi đêm, mỗi tuần họ có ca sĩ nào họ có lên lịch. Sẵn đây thì cũng hỏi anh cái điều nó cũng hiện nay nó đang cũng xảy ra như anh nói, là ở Việt Nam thì các ca sĩ qua đây hát, rồi ở đây thì các ca sĩ cũng về Việt Nam hát nhiều, vì cái cơ hội ở Việt Nam thì nó nhiều show hơn như là ở đây, thì các ca sĩ về rất nhiều, nhưng mà cái đâu để đây đó cũng vẫn còn có những cái ý kiến phản đối, chống đối vân vân. Anh ghi nhận cái chuyện đó như thế nào thưa anh? Anh có bị ảnh hưởng không? Chúng tôi luôn nghĩ rằng mình khó có thể mà mình thỏa mãn tất cả mọi ý kiến của tất cả mọi người. Thực sự nếu quý vị biết thì chúng tôi luôn là đi về Việt Nam là mình làm những công việc khác, những công việc từ thiện và những công việc tư vấn về di trú khác cho các luật sư tại Hoa Kỳ. Thì chuyện đi hát là bởi vì mình thấy là về Việt Nam hát, bởi vì chúng tôi luôn xuất thân là ca sĩ từ sau năm 1975. Từ 82 thì chúng tôi đã học trong trường ở bên Việt Nam và qua các cuộc thi ở Việt Nam và là ca sĩ của Việt Nam. Thì khi mình trở lại thì có những cái lời mời lại thì mình hát, nhưng mà chúng tôi vẫn hát cái dòng nhạc mới. Hồi xưa ở Việt Nam thì khi mới mà ra trường đó và đoạt giải thưởng này kia đó, thì thời đó chỉ có một dòng nhạc để chọn lựa thôi, là dòng nhạc người ta kêu là dòng nhạc đỏ. Nếu mà nói thẳng thì chúng tôi xuất thân từ dòng nhạc đỏ. Tại vì mình là ca sĩ lớn sau 75, 75 xong mình còn quá nhỏ. Thì khi mà mình đã sang Hoa Kỳ sinh sống mình trở lại, thì chúng tôi luôn cũng tránh không có. Với lại cái dòng nhạc đó bây giờ cũng chẳng không có nhiều khán giả. Chính ở Việt Nam cũng đã lâu cũng đã rồi. Bây giờ cái dòng nhạc mà người ta, một là nhạc trẻ mới ở Việt Nam, thì rõ ràng là nhạc trẻ mới bên Việt Nam thì già như mình thì không có hát được. Và cái kiểu sáng tác của nó lai Tây, lai Nhật, lai Hàn đó, nó cũng không có thấm được vô cái lớp nghệ sĩ như ca sĩ như Chung Tư Lưu. Nhưng mà còn ở bên Việt Nam á, mình cố gắng mình hát nhạc vàng, mình giữ cái dòng nhạc vàng để cho người ta vẫn luôn luôn nhắc nhớ tới những cái thời mà coi như là hưng thịnh, những cái gì đẹp nhất của âm nhạc Việt Nam chắc nó nằm ở trong cái khoảng mà từ năm 55 cho tới năm 1975 tại Việt Nam, tại miền Nam Việt Nam. Nên bây giờ cái dòng nhạc đó nó vẫn đứng vững. Và khi mình được đứng trên sân khấu hát cái dòng nhạc đó trên TV hay là trên sân khấu,
hay là trên tất cả những cái phòng trà nhỏ hay lớn, thì mình thấy nó rất là quen thuộc và nó không có gì phải cảm thấy bức rứt lương tâm hay là gì hết, bởi vì khán giả ở Việt Nam cũng chính là những người thân của mình, cũng là có dòng họ, dì cậu, bạn bè, anh em và rất là nhiều người khác. Họ khao khát nghe được cái dòng nhạc này do những ca sĩ tại hải ngoại về hát, thì mình được cái cơ hội đó, thì chúng tôi luôn nghĩ rằng có thể một số người ở đây không có thể không có thích, mình vẫn tôn trọng ý kiến của họ, và riêng cái ý kiến của mình và cái quan điểm của mình thì chúng tôi luôn thấy rất là ok. Là bởi vì sao? Là bởi vì mình mở một cái thị trường bên đây, chúng ta chào đón ca sĩ Việt Nam rất là nhiều lắm luôn, nó gần như là nó chiếm hết thị phần. Mà tại sao có nhiều ca sĩ, Lưu không nói về phần Lưu đâu, tại vì Lưu không có phải sống ở nghề hát sau này nữa, nên Lưu không phải là vì cái kế sinh nhai ca hát mà phải hát lại. Nhưng mà có rất là nhiều nghệ sĩ, Lưu cũng thấu hiểu là họ ở bên Mỹ, họ sống bằng nghề hát, họ không biết làm nghề gì khác hết, và họ chỉ có hát mà thôi, không biết làm nghề gì khác hết. Nên khi mà cái show bên Mỹ mà cái lớp người ta nói sống sau dồn sống trước, cái gì lạ thì người ta sẽ tiếp xúc nhiều. Thì ca sĩ Việt Nam qua đó là một cái làn sóng trẻ, đẹp, lạ. Và những người bầu ở những casino này kia, họ có những người bầu họ mời cái giá càng ngày càng cao và cao lên, thì nó có nhu cầu của lớp trẻ thì người ta mới mời ca sĩ Việt Nam qua như vậy. Và khi ca sĩ Việt Nam qua được như vậy rồi thì nó chiếm hết thị phần, phải nói chiếm cái nhiều khi là chiếm, mình phải nói là chiếm 2/3 thị phần của thị trường âm nhạc ở Mỹ, vốn đã hạn hẹp, chỉ diễn được cuối tuần, và bây giờ là show là diễn phần lớn 90% là ở casino. Bạn có công nhận điều đó không? Đúng rồi. Nên tất cả những ca sĩ Việt Nam mà qua hát với ca sĩ bên Mỹ đó, thì cái số lượng ca sĩ bên Mỹ mà đi show mà ở các tiểu bang, mà ở mà các vùng mà có casino nhiều đó, thì nó cũng chỉ hạn hẹp trong một số ca sĩ đương thời và nổi tiếng ở trong những trung tâm lớn. Nên rất là nhiều ca sĩ có thể lớn tuổi chút xíu thì họ vẫn còn yêu nghề, và họ vẫn còn phải sống bằng nghề nghiệp, thì họ phải tìm một cái thị trường khác. Và ca sĩ Việt Nam qua Mỹ thì ca sĩ Mỹ trở về Việt Nam. Cái thị trường bên Việt Nam thì thực sự là nó không phải là nó rộng lớn và nó cho người ta kiếm tiền nhiều giống như mình tưởng đâu. Nó chỉ nằm ở một số ít, rất là ít là người. Nhưng mà cái khán giả của Việt Nam đó thì phải nói là nó đông. Và nó làm cho người nghệ sĩ cảm thấy rất là ấm cúng khi đứng ở trên một cái vùng đất ở quê nhà và hát cho đồng bào mình nghe. Và những bài hát đó là những bài hát xưa cũ mà có một thời bị cấm rất là dữ, và bây giờ vẫn còn nhiều bài bị cấm, nhưng cái số lượng nó mở dần dần thì nói chung là các nghệ sĩ, ca sĩ hải ngoại về Việt Nam mà hát dòng nhạc bolero thì cũng có thể có đủ cái vốn liếng để có thể chọn cho mình một đêm, có thể hát 20 bài hoặc là 30 bài, 40 bài, vẫn có đủ cái list nhạc để hát, từ những bài như Hoa Trinh Nữ cho tới Chuyện Tình Lan và Điệp, hay là Thuở Ấy Có Em, hay là Đôi Mắt Người Xưa, rồi rất là nhiều, nói chung là rất là nhiều nhạc phẩm mà trước năm 1975. Thì các ca sĩ hải ngoại thường là về trung thành với cái dòng nhạc đó, và cái cảm nhận của họ về cái dòng nhạc đó chúng tôi luôn nghĩ rằng họ thấm đẫm hơn là những cái giới trẻ sau này hát ở Việt Nam lên. Nên bây giờ cái giới trẻ Việt Nam cũng rất là mê nhạc bolero, nhưng những ca sĩ trước năm 1975 hay là những ca sĩ hát lâu rồi đó, thực sự luôn không dám so sánh mình với ai hết. Nên các ca sĩ mà trước 75 á, thì họ có một cái bề dày kinh nghiệm và một cái tên tuổi, một cái idol đó, một cái thần tượng xưa cũ rồi mà vẫn làm cho người ta thích và người ta khao khát để xem. Thực sự người ta khao khát xem nhiều lắm, nhưng mà cái số lượng về thì chỉ có một số giới hạn thôi, khoảng vài chục người thôi. Nên không phải là hầu hết tất cả ca sĩ. Mà ca sĩ thì bạn biết là mỗi ngày, mỗi năm, mỗi thêm mỗi người, mỗi lớp mới thì cái hay của ca sĩ Việt Nam mình đó là những người trước năm 1975 thì họ vẫn có cái tên tuổi rất là lớn, và các ca sĩ lớp sau này không bao giờ mà có thể mà so sánh được hết. Nên các ca sĩ lớn tuổi họ vẫn có thể họ sống được bằng nghề hát.
Ở Mỹ không nhiều thì họ về Việt Nam họ sống được, cái đồng lương có thể không cao nhưng có chỗ hát rất là nhiều. Họ đi từng tỉnh, từng thành, từng huyện, từng vô vùng sâu, họ đi trong những cái thành phố lớn, họ có những phòng trà nhỏ, phòng trà lớn, họ hát tiếp cận ở đó và họ hát ở đó những ca khúc mà họ đã từng nổi tiếng một thời. Và cái được biết là hát ở Việt Nam thì không chỉ là những cái show cuối tuần mà có thể bất cứ ngày nào trong tuần, và cũng có rất nhiều cái chỗ khác nhau, không chỉ ở vài cái sòng bài như là ở bên Mỹ này. Đúng rồi, ở Việt Nam thì gần như không có hát trong sòng bài, chỉ có một sòng bài Hồ Tràm của một doanh gia Mỹ đó, thì thỉnh thoảng có tổ chức show lớn, thôi lớn lắm. Chứ còn ở Việt Nam người ta đâu có đánh bài, đâu được công khai đánh bài đâu. Nên ở Việt Nam vẫn là sân khấu, và mà nếu mà nói rằng nó như cái thời mà chúng tôi lưu còn ở Việt Nam từ thập niên 80 á, thì nó khác xa lắm. Hồi xưa đó thì còn tụ điểm ca nhạc rất là nhiều, nhưng bây giờ thì nó cũng dẹp hết rồi. Nên thường thường là mình diễn ở những cái phòng trà nhỏ, và đúng là có thể có ngày nào trong tuần cũng diễn, nhưng mà càng ngày nó có xu hướng cũng dồn vào 2 ngày cuối tuần. Và người ta còn cái phòng trà mỗi đêm ca nhạc á, thì vẫn có nhiều lắm, mấy phòng trà nhỏ, nhưng mà các ca sĩ đàn em, các ca sĩ mà ở Việt Nam họ hát đó, rất là nhiều người họ hát trong cái phòng trà đó, giống như chúng tôi lưu ngày xưa thôi, thì họ hát với cái đồng lương nó tương đối nó rẻ để phòng trà có thể sống được, đứng được mỗi đêm. Và gần như là ở tỉnh nào, ở thành phố nào họ cũng có những cái phòng trà như vậy. Nói chung là nếu mà mình chịu về Việt Nam mà nếu về Việt Nam mà mình hát với mức lương mà tính ra là ví dụ như 20 đô, 25 đô một đêm á, một chỗ đó, thì mình có thể hát rất là nhiều. Nhưng mà thường thường thì tùy ca sĩ, các ca sĩ hải ngoại thì cao hơn, và chúng tôi lưu cũng không rành nhiều lắm về cái những người khác. Mình chỉ biết là mình ở bên đó là mình gần như đi hát chỉ có cuối tuần thôi, và thích đi đây đi đó thì được đi chơi mà được đi hát mà được đi du ngoạn ở Việt Nam thì mình cũng thích, nên đi hát. Và thường thường cái thu nhập đó thì thường chúng tôi lưu dùng để xây cầu và giúp những người nghèo hết. Luôn luôn có những dự án tiếp theo. Nói tóm lại là các ca sĩ từ Việt Nam qua Mỹ hát, hay là các ca sĩ từ Việt Nam từ Mỹ về Việt Nam hát, cũng đều là đi một cái phương tiện để họ kiếm sống, cũng như là cái quan trọng hơn nữa là để còn kiếm tiếp khán tục giả với lại khán giả của họ. Đúng rồi, cái nghề nghiệp của họ là phải là khán giả. Anh Trung Tư Lưu nói đôi chút về cái những cái công việc từ thiện anh làm ở Việt Nam được không? Công việc từ thiện Lưu làm ở Việt Nam thì thực sự nó cũng chỉ là tự phát của một nhóm trên Facebook với nhau thôi. Từ sau khi Lưu nghỉ đài Việt Face TV thì cũng đã 5-7 năm rồi. Thì Lưu về Việt Nam thì khi mà trên Facebook á, thì mình quen được những người bạn này, những người bạn kia. Họ có những cái cảnh khổ là họ đưa lên, cái mới đầu là mình giúp đơn lẻ một số vậy đó. Nhưng mà sau khi mà có một cái group này hay một group nọ, họ có những cây cầu mà ở miền quê miền Tây đó, sông nước miền Tây thì quý vị biết rồi, là sông Lạch rất là chằng chịt, và có nhiều khi á, để đi qua từ bên đây mình nhìn thấy bên kia nó cách xa chỉ có một đoạn ngắn thôi, nhưng phải đi vòng 10 mấy cây số mới qua được nếu mà không đi ghe hoặc là không đi cầu khỉ. Và khi mà cái nông sản họ trồng bên đó, ruộng vườn nhà cửa họ ở bên đó và họ trồng ở đó đó, họ muốn bán cho thương lái bên đây, bên chợ đó, thì họ phải dùng ghe, và hay là ghe họ đi vô họ mua thì họ ép giá. Rồi con nít đó đi học, họ muốn đi qua bên đây để học đó, thì thường thường đi qua những cây cầu khỉ và bị lọt liên tục, tai nạn cũng rất là nhiều. Nên khi mà bạn luôn có nhã ý là xây giúp một cây cầu nhỏ đó, thì mình thấy cái khả năng để mình giúp và kêu gọi bạn bè nó rất là nhanh. Nhiều khi chung tôi lưu chỉ có một cây cầu khoảng chừng một cây cầu trung bình thưa quý vị khoảng chừng 3.000 đô la cho tới 5-7.000 gì đó. Những cầu lớn là của nhà nước thì để chính phủ họ lo, còn những cái cầu nhỏ nhỏ người địa phương đó họ không có khả năng, họ nghèo, thì mình kêu gọi mình giúp, thì thường thường là ở địa phương dân xung quanh đó họ giúp, họ cũng cố gắng họ bỏ một chút xíu tiền, rồi mình kêu gọi. Chúng tôi thường thường chỉ kêu gọi trên Facebook thôi, Facebook, rồi thường thường mình muốn kêu
thì mình phải đóng. Cái cách mà giúp đỡ nhanh nhất á, là mình muốn kêu người ta xây một cây cầu thì mình phải góp tiền như cây cầu đó trước, làm mẫu mực trước rồi người ta mới góp vô, các bạn bè góp vô. Thì thường thường ở những cây cầu chúng tôi luôn chỉ kêu gọi từ 2 tiếng đồng hồ cho tới 2 ngày là có một cây cầu. Có một cây cầu. Đúng rồi. Thì khi mình hết cây cầu này thì lại có chỗ khác, có một cây cầu khác. Và nguyên tắc là bạn biết là xây một cây cầu Việt Nam không phải là chúng ta muốn xây là chúng ta được xây. Muốn xây một cây cầu đó nó phải có sự đồng ý của chính quyền địa phương. Và tức là cái người nghèo đó, đó những người đó họ, những người dân đó, họ phải gửi đơn để họ xin ở địa phương, mà địa phương không có kinh phí thì địa phương cho phép họ được tìm kinh phí đó, địa phương đó đó thì mình mới giúp được. Chứ nếu không thì cái thủ tục hành chính nó rất là rắc rối và có thể là mình không xây được. Nhưng mà chung tôi lưu thì cứ làm theo, tiếp tục vậy thôi. Còn về những cái ca bệnh ung thư hay là gan thận thì cũng rất là nhiều, nhưng mà mình cũng giúp trong cái khả năng, bởi vì nó có rất là nhiều đoàn ở bên Mỹ, ở ngoài quốc cũng như ở trong nước, nhưng mà cũng rất nhiều người cần giúp. Vẫn còn nhiều lắm, tại vì phía sau sự hào nhoáng của Việt Nam mà mình thấy ngày hôm nay do đa số là do tư bản của Hoa Kỳ, tư bản của Việt Nam, tư bản của tất cả các nước, họ dồn và họ làm ăn, họ xây nó huy hoàng tráng lệ, nó có cải thiện một số đời sống của những người thành thị. Nhưng mà những ở dưới quê, vùng sâu, vùng xa thì họ vẫn cần lắm. Về họ bây giờ họ có điện, họ có thể có đủ ăn, nhưng mà đều về cái phương tiện sinh sống của họ thì họ vẫn còn thiếu. Và khi mà họ bệnh đó, thì bất lực, bởi vì cái an sinh xã hội nó rất là kém. Nhất là ung thư là bị tràn lan, bị rất là nhiều, và người dân nghèo mà bị ung thư có nghĩa là một cái án tử trước mắt, không phải là vì không chữa trị mà vì không có khả năng chữa trị. Nên thường thường mình giúp mình giống như muối bỏ bể thôi, không thể nào mà giúp hết được. Nên chỉ có một vài, thường thường chúng tôi luôn giúp được ung thư chỉ có một vài trường hợp tiêu biểu, hoặc là trong cái khả năng của mình trong một cái thời điểm nào đó. Chứ còn thường thường thì mình chú ý đến một cái cụm dân sinh hơn, có nghĩa là xây những cái cầu cho một cái cụm đó 40-50 gia đình ở bên kia cầu, có thể là có cái phương tiện đi qua đi lại, thì mình thấy nó nằm trong khả năng của mình thì mình giúp vậy thôi. Anh có tập trung vào một cái nơi nào đó, thí dụ như là quê gốc của anh hay là bất cứ nơi nào khi cần là anh thấy cần là anh giúp? Hiện tại thì chúng tôi luôn giúp không có quê gốc của mình, mà có thể là có đó là một cái địa phương của một cái chỗ vùng nào đó, chẳng hạn như ở Bến Tre. Thì cái vùng đó là tại vì mình có cái chị bạn á, chỉ có một cái kết nối ở đó, thì mình đang xây dựng được 5-7 cây cầu, 10 cây cầu đó, thì chúng tôi luôn nghĩ rằng giúp ở đâu cũng là giúp thôi. Nhưng mà chính ở những nơi mà mình minh bạch được và mình thấy không bị khó dễ, mình minh bạch được và mình thấy rằng nó có cái sự hợp tác á, rõ ràng á, giống như là địa phương họ vui vẻ và họ có nghĩa là mình nói tới gì là nó không có một cái chuyện gì mà ám phía sau á, thì mình giúp ở đó nhiều cho những cái cầu ở đó. Tại vì sông Rạp miền Tây chằng chịt, nếu mà bạn muốn giúp cho tất cả mà các tỉnh thành miền Tây thì coi như là chịu thua. Cái đó là nó đòi hỏi công sức của rất là nhiều người, và thực sự là cũng có rất rất là nhiều chùa chiền, nhà thờ, đoàn thể này kia từ hải ngoại tới trong nước họ cũng đã giúp rất là nhiều. Mình chỉ là một cái gì đó rất là nhỏ, nên chúng tôi luôn có thể là giúp ở một cái vùng mà chúng tôi luôn đang có những mối quan hệ với bạn bè trên Facebook, mà mình biết được rằng họ cần giúp và họ có những cái thể giúp, ví dụ như là ở Bến Tre, ở Long An, ở Đức Hòa, Đức Huệ, ở Bạc Liêu chẳng hạn, thì mình cũng chỉ mới giúp được những cái vùng sơ sơ đó thôi, chứ thực sự là không biết bao nhiêu là đủ. Đúng rồi, góp phần nào hay phần đó. Đúng rồi. Và chúng tôi cũng nói là gần như là toàn bộ tiền hát mình phải bỏ thêm vô nữa để mình giúp cho cái đó, thì các bạn cũng biết rồi, muốn xây một cây cầu mình phải đóng tiền trước, mình phải góp vô 5 triệu, 10 triệu trước rồi mình mới kêu gọi được bạn bè, chứ ngồi mà kêu không thì không ai giúp hết.
Nếu mà người ta muốn chung tay với anh, muốn đồng hành với anh thì cách nào để người ta làm? Lên trên trang Facebook của anh Tiện. Chúng tôi luôn nghĩ lên trang Facebook Tiện thì có trên đó thường thường có những mối quan hệ. Thí dụ như ở Việt Nam thì phải liên lạc với người nào, bên Mỹ thì liên lạc ra sao, thì thường thường là chúng tôi luôn chỉ kết nối vào Facebook thôi. Tụi mình không phải là một hiệp hội, mình cũng không phải là một công ty, mình cũng không phải là một cái gì cả. Nobody. Chỉ là một cái nhân vật cá nhân nhỏ và cùng với một cái group bạn bè thôi. Làm thiện nguyện thì hay dẫn tới cái chuyện mà người ta lo lắng, nghi ngờ về cái vấn đề thu chi. Đúng rồi. Cái vấn đề thu chi về những cái cầu đó, số tiền của Trung Tử Lưu thì không nói rồi, nhưng mà bạn bè chung tay với nhau đó. Thì mình có thông báo trên Facebook hết, tất cả là ai nhận bao nhiêu cây cầu đó bao nhiêu. Thì thông báo từ ở địa phương cho tới cái khi mà họ ra một cái cầu đó, thường thường á là tụi này cũng rành lắm, dân địa phương họ cũng rất là rành rẽ, và tụi này cũng có con mắt để nhìn cái cầu nào cái giá đó, thường thường là những chỗ tốt đó. Tại sao mình giúp nhiều chỗ tốt là tại vì mình biết rằng có những người dân địa phương họ hy sinh rất là nhiều để họ xây dựng những cái cầu đó, mà với cái giá rẻ mạt. Nên với cái cầu đó có thể là qua một cái thành phố khác, hay là qua một cái chỗ khác, nó có thể lên rất là cao. Nhưng mà tụi này thì xây những cái cầu mà nó nằm trong túi tiền là 50 triệu, 60 triệu, 70 triệu, 80 triệu, hay là cầu lớn thiệt lớn, dài thiệt dài, bao nhiêu nhịp mà chỉ có 200 triệu, 250 triệu. Thì mình thấy cái khoản đó nó rất là hợp lý và nó rất là rẻ. Nên mà Lưu thì Lưu không có sợ bị họ coi như là họ ăn chặn gì đâu. Bởi vì khi mình nhìn cái giá cái cầu mình biết rồi. Và khi mà mình xây dựng thì đối với bạn bè thì mình rất là công khai, là ai giúp bao nhiêu thì mình phải công khai lên hết. Và cứ kết khúc một cây cầu là mình có cái list danh sách đầy đủ từ trên xuống dưới. Thực sự thì nó cũng chỉ là một cái group bạn rất là nhỏ, nên biết nhau hết, biết nhau biết rành rẽ, nên không có gì mà lăn tăn trong cái vụ tiền bạc mình sợ hết. Cho tới nay được bao nhiêu cây cầu rồi anh? Hiện giờ là chúng tôi đã xây được cây cầu thứ 8. Cái việc này cũng mới thôi, từ trước đây thường thường mình giúp cho người bệnh nhiều. Nhưng mà sau này khi mà giúp cho một cụm dân cư thì mình thấy rằng các bạn trên Facebook có lẽ thích giúp cho các cụm dân cư hơn. Có nghĩa là cái người bệnh xung quanh họ quá nhiều. Cái người bệnh xung quanh họ quá nhiều và những mảnh đời khốn khổ quá nhiều. Họ không thể giúp được hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà điều á, mình thí dụ mình đưa những cái gì tiêu biểu thì họ có thể họ giúp. Và chúng tôi luôn cảm thấy rằng đưa cái cầu á, mà giúp cho được một mấy chục hộ dân, 100 hộ dân, 200 hộ dân ở hai bên bờ có thể đi qua đi lại, mà không nguy hiểm nữa, mà có thể đi, các cháu, nhất là các cháu trẻ em mà đi học á, an toàn, thì những cái cầu xây đàng hoàng có hành lang, thì chúng tôi luôn nghĩ rằng, thấy rằng là bạn bè mình và người quen thì họ giúp nhiều cái đó hơn. Xin cảm ơn anh Trung Tử Lưu rất nhiều. Vừa mới về đã có buổi nói chuyện ngày hôm nay. Quay trở lại cái chủ đề ngay từ đầu, đó là cái vấn đề cái sự đồn đãi nói chuyện về cái poster của anh. Anh có điều gì chia sẻ với mọi người trước khi chúng ta đóng lại chương trình ngày hôm nay? Chúng tôi luôn xin cảm ơn tất cả quý vị đã có một cái thái độ, cũng như là có một cái nhắc nhở cho chúng tôi luôn biết kỹ cẩn thận hơn, để cho những cái ứng xử của mình về sau này. Và chúng tôi luôn cũng xin thành thật nhận lỗi và xin lỗi tất cả quý vị nếu mà một cái poster dù là nó in lầm lẫn ngày, và dù là nó cho mình lên một cái show diễn mà mình không nhận lời, nhưng mà cũng đã làm quý vị cảm thấy bị xúc phạm và thương tổn, thì chúng tôi luôn rất là thành thật xin lỗi. Và cũng cảm ơn tất cả quý vị đã thông cảm. Và chúng tôi luôn nghĩ rằng ngày 30 tháng 4, 28 tháng 4 chúng tôi luôn đang ngồi đây, đó là một câu trả lời chính xác nhất, là chúng tôi luôn có diễn trong ngày 30 tháng 4 để mừng lễ 30 tháng 4 hay không. Và cũng xin cảm ơn anh Lân cũng đã cho chúng tôi luôn có một cơ hội để lên, để ngồi tâm sự cùng anh Lân và tất cả quý khán giả của Phố Bonsa TV. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn anh Trung Tử Lưu một lần nữa. Câu chuyện với ca sĩ Trung Tử Lưu chấm dứt ở đây, và xin hẹn gặp lại trong những lần tới.